What's up? Xin chào mọi người nhá, xin chào anh em. Chào câu đã, xong rồi để máy ở đây tí. Bật 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 đã, bật đã, bật đã, bật đã. À, sao nó lại mic loa nhỉ? Anh em ơi, chờ xíu nhá, chờ xíu nhá. Có một số những cái sự bất tiện ở đây. Ô, lag ấy. Ô, cái con game đấy vào lag ác. What's up mọi người ơi. Hello, 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 hello. Anh em biết trò này là trò gì không nhỉ? Em biết game này nè. Rồi, ok, hello người anh em. Ngồi đợi Duy lê lai mãi. Không thể để các bạn chờ lâu được nhá. Anh em mới vào thì ấn mạnh cho tôi nút like cái. Anh dôn lùi. Không, anh không thích tên đấy đâu em ơi. Anh không thích tên đấy nhá. Anh đã... Các bạn có thể thấy mắt tôi là rất là sưng rồi. Cả ngày hôm nay ngồi để nghĩ công, nghĩ việc để làm nhưng mà... Không thể bỏ qua trò này được. Khá là hot. Hot trên TikTok. Các bạn cứ thấy một cái con game nào nó hot trên TikTok thì rồi kênh Duy Lê cũng sẽ phải làm nó anh em ơi. Tôi không biết là tại sao nó lại hot đến vậy. Một tựa game mà éo hiểu sao hot luôn. Éo hiểu sao hot luôn anh em. Thề. Tôi chưa bao giờ thấy con quái vật nào nó xấu như mấy con này. Và rõ ràng là cái con mèo kia nó là nhái. Nó là nhái catnip mẹ rồi. Đéo thể nói là... Không thể nói là cái con mèo này nó không phải là một cái con vật nó không nhái catnip được. Nó nhái rõ luôn. Bọn này thì chơi gì này? Chờ tôi xíu rồi tôi tắt tắt tắt. Mấy thằng cu này nó đang chơi Elden Ring. Từ từ. Sao nó chơi Elden Ring mà máy tôi lại là lag nhỉ? Anh em máy lag quá. Ô. Game này. Ok Moon ơi. Ban hộ Moon Knight và vui vẻ đi mọi người ơi, vui vẻ đi mọi người ơi. Moon Knight đâu nhỉ? Vẫn thấy bình luận của bạn Moon Knight. Tạm biệt bạn nhá. Nói chung là cái trò này nó nhái cái con mèo này nó nhái catnap là chuyện không phải bàn rồi, không phải bàn rồi, chắc chắn là như vậy. Nó hot trên TikTok nên chúng ta sẽ phải chơi con này. Có chưa catnap á? Thì hóa ra catnap là cái trò mà ok ok thôi vào luôn đây. New game này. Có cái bill tao đọc. Tìm bóng đèn cho cái Bloom Obang. Hôm nay là kênh tôi lên tròn 666.000 người đăng ký đấy. Khá là vui. Khá là vui. Tôi lên trên TikTok ngày hôm nay và đấu mà Junomali. Hot hơn cái trò hàng xóm xông trùm một lần trước tôi đã làm rồi. Có thể nhặt bóng đèn này. Cái này như kiểu khẩu súng ấy nhỉ. Dùng cái Bloom Obang để phá cổng. Rồi. Rồi.
Trò này tôi vừa mua vội ấy chứ. Trò này nó mua vội là 85.000 đồng à. Ừ, 85.000 đồng mấy người anh em ạ. Em mới lướt top top thấy hay vãi chưởng. Đúng rồi. Hot trên top top là kênh Duy Lê bắt buộc phải làm. Lần nào cũng vậy. Tôi nhớ là không dưới 10 game tôi phải làm vì nó hot trên top top. Top top anh em ạ. Không được nói là tật TikTok ấy. Không được nói hẳn tên nền tảng ra nếu mà chúng ta không muốn bị ghét. Sao con này phát sáng vậy? Sao này phát sáng vậy? Sử dụng cái đèn này để soi xem cái cần gạt nào là có thể mở được cổng. Cần này hả? Bây giờ chúng ta sẽ vào vườn thú và tìm shot. Shot là gì anh em? Sorry vốn tiếng Anh của mình nhưng mà shot là gì? Anh chơi Tekken Soul chưa nhỉ? Đội ngũ của Tekken Soul có đưa cho mình, có đưa cho mình cái key rồi. Nhưng mà mình chưa có thời gian chơi bro. Chưa có thời gian chơi. Hôm qua thì là đấy, các bạn biết rồi, mùng 8 tháng 3. Hôm trước thì là mình cũng có livestream nhưng mà mình kiểu nói chung là chưa chơi được. Chưa chơi được. Em live với sub anh rồi, tuyệt vời con chó dễ thương ơi. Now enter the zoom, fire the shots. Ban nãy rất tiếc là mình phải ban một bạn. Tại vì bạn ấy có mention đến tên kênh khác trên kênh của mình. Mình ghét bị so sánh nên mình cái này mình cũng nói từ trước năm mới rồi, anh em thông cảm. Hello NGOT nhá. Ý mình là các bạn họ có thể nhắc đến ví dụ YouTube rất ghét các bạn nhắc đến tên nền tảng khác thì mình cũng vậy thôi. On này. Thì mình cũng vậy, anh em thông cảm nhá, anh em thông cảm thì. Sao bật vi sinh lên vẫn lag vậy? Anh em ơi, sao tại sao máy tôi lại Graphic 2 xem. Sát mà mảnh thủy tinh hay là mảnh vỡ rồi. Ok, cảm ơn em. Cảm ơn em. Dễ hiểu cho mình hơn này. Trò này mình chỉ bật 2 thôi nhá. Tại cái con game này kể cả các bạn có bật Epic lên nó cũng không quá đẹp đâu. Ồ thôi, Medium, thậm chí là Medium. Kể cả Epic là nó cũng không quá đẹp đâu các bạn. Anh em mình để Medium đủ chơi nhỉ. Game này game gì vậy? Game này nó là game sở thú. Để từ từ tôi vào tôi. Tại vì hôm nay trên cái top top đấy nhiều quá. Tôi biết chắc chắn trò này nó sẽ rất hot. Cho nên là chúng ta không bỏ qua được. Thế là tôi tải vội về. Chưa tìm hiểu gì qua nhá. Chưa tìm hiểu gì cả. Tôi tải vội về. Cái bóng đèn này hình như chúng ta lấy được đúng không? Ờ đúng rồi. Kick lamp post. Không vỡ luôn. Xin. Chúng ta sẽ phải lấy bóng đèn để sử dụng làm đạn của cái súng này. Cái súng này tên là Blom Obeng gì đó đấy. Nơi đây những đứa con của tôi sống. Để chúng tôi yên. Hả? Chúng ta đã để cái câu chuyện ý nghĩa của những cái dòng chữ cũng như là cái câu chuyện của con game này dành cho những cái dành cho những cái kênh như kiểu phân tích game đúng không anh mọi người ơi? Tôi nghĩ là tôi không giỏi việc đấy. Tiếng game bé quá hả? Có bé không mọi người? Để cho mình còn setting nó. Có bé không hả mọi người ơi? Bé thì bảo nhá, bé bảo nhá. Ok. Ê nó nhìn giống cái thằng bé Nhật Bản nào mà áo mưa nhá. Isekai ở chỗ nào ấy mọi người ơi? Cũng được. Ui. Nhiều con trông này thế.
Tôi đang ở trong một cái sở thú, nhưng mà bọn thú ở đây nó thực sự là cái gì này? Hello, nó không giết tôi đâu đúng không? Trông hơi nghẹo ấy mọi người ơi, nhưng mà tâm nó tốt, tâm nó tốt. Người nghẹo nhưng mà tâm tốt, nào 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 nào, từ từ. Tao vừa nói thế xong, đừng giết tao. Đừng giết tao. Bây giờ tôi phải đi đâu hả mọi người? Phải kiểm tra xem là tôi sẽ phải đi đâu. Nếu mà game lag thì anh em bảo nhá. Nếu mà game lag thì mọi người bảo tôi nhé, mọi người ơi. Đã không biết cái trò này là như nào. Hello. Mày đầu to ác. Đầu to, đầu to. Ê, nó không chết hả? Thế cái súng này là làm được cái gì? Có thể đi nhặt thêm bóng đèn. Ok, ok, reload, reload đạn. À, bắn bóng đèn này. Chúng ta có thể... Con này trông mẹ kinh ác. Đến gần mồm nó như này rồi mà nó không cắn này. Rồi nhá các bạn ơi, ngoại trừ cái con mà nó mặc cái bộ áo mưa kia ra thì sẽ không có con thú vật nào giết mình cả. Ôi, thật ra cũng hơi kinh. Bọn này nhìn giống con gấu nhưng mà không phải. Biết rõ là một ngày nào đó anh Dũng làm trò này mà. Chính là ngày hôm nay rồi. Cái nem kìa. Kìa, ở đây có gì nhỉ? Khăn áp kia to, to đùng. Ủa, giống hệt mà. Giống hệt các anh em ạ. Hóng cắt thành video. Sẽ ra sao nếu như... Nào, kiếm bảo tồn hết là bao. Game gì nhìn hãi vậy? Nhìn hãi em ơi. Game này nó là cái con game Zunomali, nói về một cái sở thú á. Chưa biết được. Nhìn như Roblox. Hay làm sao mà Roblox, không bao giờ chuyện hay là Roblox được. Này micro anh nghe lạ thế. Cảm ơn em đã nhận ra nha em ơi. Anh có một số những cái tinh chỉnh lại. Từ từ vậy. Ai cho tôi biết là tôi phải làm cái build gì được không? Điều biết phải làm build gì luôn. Mảnh thủy tinh á. Bây giờ bảo tao tìm mảnh thủy tinh ở trong vườn thú à? Thôi, chết rồi. Skip đọc cốt truyện nên bây giờ đi biết phải làm gì. Nào, quá tiền. Nào, tiền bỏ tốn hết rồi bao. Về chơi Roblox đi. Thôi, bỏ chuyện. Xin lỗi nha, bỏ qua cái. Bỏ qua cái. Quá đó, tại anh vô chuồng mấy con hiền thôi. Anh chuồng của mấy con dữ là nó... À, vậy là con này có khả năng là... Nó bị biến đổi đúng không? Trông nó giống kiểu hóa học biến đổi kiểu gì. Chúng ta sẽ cho tiếng game bé xuống nha mọi người. Cho tiếng game bé xuống tí. Nhìn nó như kiểu là bị biến đổi ấy. Thì chắc là lúc còn sống con này nó... Ủa sao chân con này người thế? Chân con này người lắm à. Nhút nhát lắm mọi người. Hay ngại, hay ngại, hay ngại. Đây sẽ là safe zone. Tôi sẽ đến cái chỗ con catnap kia xem như nào. Đi đến đây là sẽ bị cái thằng mặc áo mưa nó đuổi đúng không? Nó đâu rồi? Master key.
có master key mình sẽ mở được cái này này. À ha. Có vẻ đáng yêu không? Đầu nó nhăn nhăn ạ, em ạ. Không một chỉ dẫn. Không ai nói tôi phải làm gì. Không có ai nói. Nó phải tìm 20 mảnh để ghép thành một cái master key à? Ôi! 20 mảnh để ghép thành master key à? Cũng được thôi rồi. Vậy 20 mảnh đó là 20 cái mảnh gì? Ê, bên kia có mấy con khỉ kìa. Phải không? Very nice, very nice. Có phải leo lên mấy cái này không nhở? Anh em ơi, con game này có khi nào trời nó sáng lại không chứ? Tôi phải nói thật với anh em, tôi ghét nhất những cái con game nào nhìn nó cứ tối tối. Ghét những con game nào nhìn nó tối tối. Cái gì này? Ê, cái lúc mà tôi cho kính vào ấy thì tôi bắt đầu soi được những cái thứ mà bình thường nó không hiển thị. Này, ví dụ như kiểu ở đây nó có cái gì này. Ô, bước được lên này. Ơ, ngon. Từ từ, đây là vấn đề kỹ năng. Từ từ, có cầu nào không ạ? À, đây đây đây. Giờ sao anh em? Tới cổ sáng sáng, chỗ đó là mấy cái mảnh ghép. Giờ sao? Giờ sao nhỉ? Lấy súng làm choáng bắn vào cột. Lấy súng làm choáng và bắn vào cột. Cột này á? Ô! Cái dấu ích này là sao? À, hiểu rồi nha mọi người ơi. Vậy là tôi sẽ muốn nhảy được lên trên kia. Mấy cột sáng sáng này sẽ là mấy cái shard 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 14, 15. 15 cái shard à? Có phải không? Ok, vậy là bây giờ tôi sẽ muốn nhảy sang bên kia này. Nếu như mà tôi muốn sang bên kia. Chúng ta sẽ muốn nhảy sang đây. Đây. Đây 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 đây. À. What? Khó hiểu ấy. Chúng ta phải leo lên trên này. Bên kia thì không có cái nào để mình nhảy lên trên này, để mình nhảy qua đây được. Vậy sẽ cần mấy cái ván kia để anh em mình có thể bật sang. Theo tôi đoán là vậy. Không phải mấy cái ván này, mà là mấy cái ván cột mà mình bắn nó rớt xuống ấy, để nó bật mình lên ấy. Game này não phết đấy chứ. Theo như những cái gì tôi đang nhìn thấy, khá là não đấy. Không đơn giản rồi. Tôi tưởng là cái con game vào rồi tôi xem mấy con trắng trắng và mọi thứ nó chỉ vậy. Hả? Hả?
Tiếng gì ấy? Ê, hello cu, hello. Ông không xem hướng dẫn à? Đâu? Lúc mình vào thấy có cái hướng dẫn chó ở đâu? À kia kìa, cái tôi cần kìa. Mà làm thế nào tôi lên được đấy? Địt. Vãi lộn. À xin lỗi mọi người nhá. Gãy mẹ mày chân rồi. Có thể chết vì nhảy cao xuống không? Việc đợt này chửi bậy hơi nhiều, sorry anh em. Mau quá tiền, nạp tiền vào đồ hết rồi bao. Xin lỗi vì làm gián đoạn nhưng mà xin chào ngài. Hello In, hello bạn. Hôm nay vào à? Bây giờ vào. Oh. Không hiểu một cái gì. Hiện tại là đang không hiểu một cái gì. Nhảy ở đây này. The fuck. The fuck. Đéo hiểu gì. Đéo hiểu gì anh em ạ. Đấu má. Là sao? Tao muốn nhảy qua bên này thì tao phải parkour à hay là nào? Thôi được rồi nhá. Mình nghĩ là mình sẽ đéo chơi là đùa đấy. Mình nghĩ là mình sẽ nhảy sang bên này này. Chúng ta sẽ thử hết tất cả những cái ván này để xem nó dẫn mình được đi đâu. Đúng không? Nên là như vậy. Sợ chó ai anh em hiểu không? Đứng ở đây. Là nó văng mình ra được đây này. Wow, cho mình quay lại chỗ này sao? Cho mình quay lại chỗ này sao? Việc gì phải làm việc khó trước anh hiểu không? Thật ra là không phải là việc gì làm việc khó trước mà tôi nghĩ là tôi éo làm được đâu. Tại vì tôi nhìn thực sự tôi không hiểu một cái gì làm sao mà lên được đấy được. Chúng ta đã tìm sau đấy hình như là giải đố thì phải. Anh đừng chửi bậy nha, anh ba em đang ngồi kế bên. Thật ra như này, các bạn biết kênh Duy Lê rồi. Chúng ta... Tôi không hứa với anh em là tôi không chửi bậy được đâu nhá. Mà thỉnh thoảng là chắc là tôi sẽ phải kiểu... Thỉnh thoảng là tôi sẽ vẫn phải có một cái sự sai lầm nào đấy. Cho nên là anh em có thể tìm đến các cái kênh cho trẻ con thuần hơn để anh em xem. Thuần trẻ con hơn nữa ấy. Tức là kênh tôi có thuần trẻ con không? Có, có thuần trẻ con thật. Nhưng mà thuần hơn nữa ấy. Đấy, các bạn có thể tìm đến đó để xem nhé mọi người. À đấy, chúng ta có thể lên đây này. Và có một cái shot đầu tiên. À đây, 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 đây. Cho mày ra kia! Cho mày ra! Trời lúc nào cũng như kiểu là 4 giờ sáng nhưng mà nó không bao giờ sáng hẳn. Để tôi có thể... Chúng ta đi ra đây này, có đi được trên dây không nhỉ? À không, mình phải lên cái ván này. Ông chửi ít thôi, không YouTube ban đấy. Về cái vấn đề đấy thì mấy người anh em không phải lo. Tại vì các bạn biết Duy Lê rồi mà. Tôi luôn chửi ra không? Chửi cũng có nhưng mà cũng ít thôi. Không bao giờ đến cái mức gọi là quá đáng mà. Không bao giờ. Có đi qua dây được không? Trò này. Mẹ, sao đi qua dây được nhờ? Nghĩ cái gì đấy nhở? Eo nào lại bảo đi qua dây được. Thua luôn. Ở đây này.
để bật được qua đây á thì mình sẽ cần. Ê, thật sự là tôi không biết là cái ván này bật, cái ván này trông thì có vẻ là nó sẽ bật tôi qua kia, nhưng mà tôi không chắc. Để xem nào. Chửi nhiều vào anh ơi á. Em xui dại anh thế, anh cũng không hay rồi. Em ơi, đây rồi, đây rồi. Oh my god, trượt à. Phát đấy là bị trượt anh em nhá. Anh em ơi, phát đấy là bị trượt. Chứ còn từ đó nhảy sang bên đấy là đúng rồi. Rồi ok. Bật sáng thì cho dễ chơi. Ý kiến của em là tuyệt vời em ơi. Sao anh không nghĩ ra nhở? Screen resolution, monster volume, random weather. Em ơi, nó không có phần bật sáng rồi. Nó không có phần bật sáng rồi em ạ. Nếu mà có anh sẽ bật đấy, nhưng mà nó không có. Không có rồi. Mình sẽ ở đây để bay sang bên kia. Đứng lên cuối ván không? Đứng lên cuối ván đấy. Ui, ở đây rồi. Và chúng ta tìm được một cái, một mảnh, 20 mảnh. 20 mảnh. Ok. Ok, chúng ta đi tìm mấy cái mảnh dễ trước đi. Mảnh dễ tôi nghĩ là cũng không quá khó đâu. Mảnh dễ không quá khó là gì nhở? Đi tìm mảnh dễ nó nhanh anh em ơi. Đi tìm mảnh dễ đi. 20 mảnh. 20 mảnh. 20 mảnh. Nào đâu xem chuồng này nào. Vào trong này được không? Ồ. Cúi. Thùng hàng. Thùng hàng gì đây? Anh cầm cái đấy ngầu quá được không em? Chụp ảnh đi. Cảm ơn em nhé. Con này giết mình không nhở? Ơ từ từ. Vừa mở cửa ra xong rồi đóng điên à? À, nó có một cái shard ở trên kia. Vấn đề của tôi bây giờ đó là làm sao để lên được trên đấy. Nhảy nhờ tí đâu. Ủa. Ủa anh em ơi, không hiểu. Tôi sẽ phải nhảy nhảy để lên được trên kia. Không hiểu lắm. Nhưng mà tôi hiểu là tôi phải bắc cua lên rồi. Nhìn nó kiểu trồng trồng như này. Nhưng mà hello cu. Để soi xem có gì không nào. Có một cái chìa khóa ở trên kia kìa. Mà lên trên đấy kiểu gì nhở? Làm sao để nạp tiền để donate cho anh vậy? Em ở đâu? Lát anh qua anh lấy cho. Em ở đâu? Em ở đâu? Anh ở Hà Nội đây, ngay Hà Nội. Lát anh em qua gặp nhau cái. Em định cho anh bao nhiêu? Định cho anh bao nhiêu? Lát anh qua lấy luôn em ạ. Lát anh qua lấy luôn cho. Đầu má, không có hiểu lắm mà. À, có thể là nó sẽ đi vào trong mấy cái chỗ này để lên dần. Ha. Đồng ý đi mọi người, đồng ý với ý kiến tôi đi. Ha. Game này kiểu về thuần về giải đố hơn nhỉ mọi người nhỉ?
Nó kiểu giải... Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ok, lên được một tầng. Mau quá tiền. Nạp tiền vào donate vào. Hello, lâu rồi mới gặp lại anh. Hello Winnie nhá, cảm ơn em nhiều. Lâu không gặp nhưng mà anh em vẫn nhớ nhau là được. Hiểu không? Lâu không gặp em vẫn nhớ là phải vào cho anh Duy tiền ăn bánh mì là anh vui rồi. Không có mấy anh em cho anh chết đói mất. Ê, tôi vừa nhận ra là tôi cứ xưng anh ở trên livestream nó cũng không ổn lắm. Tại vì cũng có rất là nhiều người bằng tuổi khéo là hơn tuổi tôi vào xem livestream. Có chứ không phải là không. Mà cái việc là tôi cứ xưng hô anh khiến họ kiểu ngại comment, ngại giao tiếp. Cho nên là thôi, tôi nghĩ là bây giờ tôi sẽ chỉ là em Duy. Em Duy xin chào mọi người, kiểu vậy. Đấy, tôi nghĩ là cái ý kiến đấy là hợp lý rồi. Ai có ý kiến khác không nhỉ? Không có đúng không? Chúng ta kết thúc cái vấn đề phải bàn luận lại nhá. Rồi, ok. Còn một cái tầng để lên nữa này. Chúng ta sẽ phải đi bên nào nhỉ? Không, em Duy thấy thế nhá, làm thế là em Duy vui. Không sao, sao, sao. Có nhiều bạn vào quá. Em Duy thấy như thế là được. Đi đâu nhở? Có nhiều cái có nhiều cầu thang đi lên mấy cái chỗ hay quá, không rõ lắm. Tôi nghĩ là sang tuần tôi sẽ ra video chậm lại, tại vì tôi cảm giác là video tôi ra nhanh quá, các bạn xem nó không kịp. Tất nhiên là cũng có rất là nhiều bạn cũng muốn xem sớm, nhưng mà việc tôi ra video quá là nhanh khiến mọi người không xem kịp và mọi người bỏ qua video tôi. Thế là thành ra mọi người có cái thói quen bỏ video của Duy Lê ấy. À, là sắp tới em Duy sẽ làm video chậm lại xíu nha mọi người nhá. Cảm ơn mọi người. Tôi sẽ sang bên kia, tôi tìm cầu thang bên kia đi. Đúng không? Có bao nhiêu bạn đồng ý rằng Duy Lê hiện tại ra video hơi sớm, hơi nhiều, thì có thể bình luận cho mình là sớm VL anh Ngân Giai ơi. Đấy như kiểu vậy. Luật kênh này lạ vậy. Luật kênh này là gì hả Cá Béo ơi? Ai nói gì với cả Cá Béo về luật gì đấy? Kênh này chỉ có mỗi là vào mới vào thì phải nộp 10.000 thôi chứ không có luật gì. Ai có cái luật gì với Cá Béo ở Cá Béo bảo mình nhá. Một ngày coi 10 vít không được đâu. Mấy ông toàn mõm thế, kênh tôi sắp chết con mẹ rồi. Ra có xem điếu đâu. Với cả làm nhiều hơn nữa chắc tôi sẽ chết. Thật sự nếu mà làm nhiều hơn nữa chắc là ok, chết kênh là một vấn đề đúng không? Nhưng mà tôi nghĩ là tôi sẽ chết ngoài đời thật, tại vì làm video nhiều mệt. Em editor của tôi cũng là người thôi, mà tôi thỉnh thoảng tôi làm tôi cũng là con người thôi, cho nên là mà ra video các bạn điếu like nhá. Thì... Cá Béo ơi, ai nói luật gì với cả bạn à Cá Béo ơi? À, anh em mới vào livestream thể cho mình xin like nhá cả mọi người nhá. Có thể thôi, không thích thì thôi. Một tuần một video à? Một tuần một video thì cũng hơi ít. Tôi nghĩ là tầm một tuần 3 video là hợp ha. Hợp với cả lịch sinh hoạt của mọi người ha. Một tuần 3 video đi. Xem chùa nhiều lắm. Thật ra không phải đâu, các bạn cứ nghĩ là xem chùa thôi, nhưng mà cũng có nhiều bạn ý vào đây ấy. Chẳng lẽ đi đến đây rồi mà còn không thể nào mà it's con mẹ. Khó thế nhở game này. Game này là một game khó đấy. Game này là một game khó đấy các bạn. Em hiểu như nào luôn ạ. Ok, cái chuồng này ấy, nó sẽ chia ra làm 3 ngăn ha. Nó chia ra làm 3 ngăn. Thì chúng ta
sẽ phải đi từng ngăn một để làm sao mà có thể lên trên kia để tìm được cái shard, cái mảnh chìa khóa. Nhưng mà cái vấn đề đó là đường ở đâu thì không ai nói cả, và tìm nó rất là khó. Ví dụ như tôi bắn cái này thì nó có rơi dao nhỉ? Trông có vẻ là thế lắm. Từ từ. Không. Anh này kiểu đi mãi một chỗ. Không phải đâu anh em ơi, phải tìm á. Nó là game khó chứ không phải là một cái game dễ mà có thể vèo 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 như người máy được. Từ từ, game này khó đấy. Chờ tôi xíu. Hôm nay chiều quay video cho nên là tối livestream giọng nó hơi khàn. Cho nên là ban nãy các bạn nào bảo mình hôm nay mic anh hơi khác thì ở đấy. Nó là như vậy nên giọng hơi khàn. Khàn ấy à, Tuấn Hưng ấy mọi người. Thậm chí nhá, ngay tại đây mình hát luôn bạn nghe bài. Các bạn thích bài gì Tuấn Hưng order luôn. Cái tầm mà vào cái cứ giọng khàn ấy mà. Tôi hát cho gì. À, hoàn toàn là mình có thể chui xuống đây được đúng không? Không. Khó thế nhở? Cha nào thiết kế cái game này vậy? Mình nghĩ là mình sẽ đi ở cái lồng ở đoạn giữa. Đoạn giữa nó sẽ có cầu thang lên. Nó có 3 chỗ cầu thang lên. Bên tay phải, bên tay trái, ở giữa. Cầu thang lên ở giữa ở đâu nhỉ? Đây à? Đây đây, ở giữa đây, ở giữa đây. Sao ở giữa lại đóng cửa này thì ai vào được? Ê cay nha. Tham khảo ý kiến của viewer mới được. Mấy anh em xem game trước đâu rồi. Cái lúc cần các bạn thể hiện thì các bạn lại chả thể hiện. Con mẹ khó nhở. Con gì ấy? Thế là con mẹ nó. Hình như là nhảy lên cái thùng à? Nhảy lên cái thùng hả? Nhớ là phải chuẩn đấy nhá. Không thấy ai xem video anh nữa. Ơ à, sao lại xóa? Đợt này đúng là anh không thấy vì ai xem video anh nữa mà. Thôi tiếc cho các bạn thật. Các bạn mà không xem video tôi nữa là một cái thiệt thòi các bạn đấy. Tôi chỉ nói đơn giản. Đơn giản rất dễ hiểu lắm. Với cả những ai không xem video mình nữa, mình cũng không bao giờ mình tiếc mà. Mình chỉ biết là livestream mình có những cái tên nào, có ai hay theo dõi, ai hay hỏi thăm mình cũng hỏi thăm quan tâm người ta. Ít nhưng mà chất lượng ấy, kiểu ấy cũng được. Điêu á? Không điêu mà. Không điêu. Không hề điêu. Ây da. Nhảy éo được mà. Tầng 2 từ trên đi xuống có đường không? Khá là khó đấy. Game này bảo chơi luôn ngày hôm nay thì chắc là chết mẹ mất. Con game này nhá. Thôi rồi. Chắc là tôi sẽ là livestream trò này. Nhưng để mà bảo làm video về trò này nhá. No way được anh các bạn ơi, không làm được. Làm không được, làm không nổi đâu á. Chú ơi đừng chửi bậy mẹ cháu bên cạnh. Thật ra ở trong này có anh em nào đang xem mà có bố mẹ ngồi cạnh. Cái trò này chỉ có 2 trường hợp tôi phải chửi bậy thôi anh em nhá. Trò này chỉ có 2 trường hợp tôi chửi bậy thôi. Thứ nhất là tôi bị dọa một cách bất ngờ quá. Ừ thôi cái đấy thì đành phải chịu. Cái thứ hai là tôi không giải đố được. Và nó làm tôi bị bực.
và tôi thốt ra một câu nào đấy nó hơi mất dạy, thôi các bạn thông cảm. Đời game thủ nó thế. Không biết làm nào được. Đời game thủ gặp mấy cái... Ôi quá rồi mắt. Tôi nghĩ là tôi sẽ đi ra tìm chỗ dễ trước. Ô, cái trò này. Trò này điên à? À đây 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 đây, có đường lên này. Có đường lên. Chúng ta đi tìm từng cái một. Lên nhưng mà đây lại là ngõ cụt. Ờ, nó lại là ngõ cụt. Vậy thì chúng ta sẽ vòng sang bên này, thử tất cả những cái lối lên xem sao. Đây, lên đây đường này. Ê, cái lúc mà tôi chuẩn bị bỏ cuộc thì nó lại cho tôi hy vọng này. Hy vào mắt. Đoạn này ngõ cụt rồi. Chúng ta sẽ thử nốt cái đoạn lên đằng bên này. Bên này kiểu gì cũng có đường lên. Ơ, à, bên này chả có đường lên luôn mà. Bên này có đường xuống cho nó nhanh, cho nó cay cú. Vậy là chúng ta sẽ có đường bên này nữa. Bên này là ngõ cụt nha, bên trái là ngõ cụt. Ok, ta chấp nhận với điều đấy. No problem, chấp nhận với điều đấy. Bên trái là ngõ cụt. Bên phải, à đâu, ở giữa. Anh xem. À, cái đi tí thì đọc cái bình luận đấy. Mẹ, rác rưởi thực sự. À, chúng ta chuẩn bị nào, đi nào. À, đi sang bên phải. Anh em mình sẽ đi xuống. Chúng ta sẽ có đường lên ở đâu đó. Chỗ nào đấy. Ở đây. Nhìn ta suốt đấy cô. Cái đoạn lồng này tôi lên chưa nhờ. Tầng này tầng mới này. Một tầng nữa thôi là mình có thể lên trên kia rồi. À, mình có lấy được cái chat rồi. Đây này, ngay đây rồi. Làm cách nào để vào trong này nữa thôi. À, làm cách nào để vào trong này thì... Làm cách nào để vào trong này thì... Thì đấy, từ từ bình tĩnh đi tìm đây. Ờ, bạn ơi, anh Duy bảo đọc tên là Donate 15 củ kìa. Đâu, tên bạn là gì? Tên bạn là gì em ơi? Đó, đợt này anh đói lắm. Đây rồi. Từ từ khoan. Nhưng mà vào đây rồi thì ra kiểu gì đã. Tại vì tôi cảm giác là... Đây cái đấy ở ngay trước mặt tôi rồi. Nhưng mà tôi vào cảm giác vào đây thì tôi ra kiểu gì. Game này là về mấy con quái vật mà nó sáng sáng rồi nhìn nó đần đần ý em ơi. Em Lama Trần ơi. Nó quái vật sáng sáng và đi giải đố tìm đồ á. Xuống vào đây có ra được không anh em nhở? Thôi kệ đi. À đây có ra được may quá. Nó nhìn không được luôn á, hai mảnh rồi. Ok, chúng ta đã có hai mảnh. Hờ. Speed run nhanh sắp đi ngủ rồi. Em vào một Speed. Speed là streamer bên Mỹ em nhá. Speed run trò này thì anh chịu rồi. Anh đang nhìn thấy một cái cấu tạo với công trình gì này. Anh phải giải đố ở bên này à? Ôi dồi ôi. Để xem nào. Thôi rồi bạn Nam ơi, bạn Nam để mình xem đã. Hôm nay giọng hơi khàn, các bạn thông cảm mình nhá. Giọng này hơi khàn. Thật ra là nhiều bạn bảo nổ view hay nổ vùng gì đấy. Tôi nghĩ đơn giản chỉ là vì hôm nay cái livestream tôi nó có cái thumbnail nó đàng hoàng. Đơn giản là vậy thôi chứ còn. Ê, có nhiều cái thằng đội nón này lắm nhá. Có nhiều thằng cu đội nón vàng vàng này lắm nhá.
pick up bull. Bóng đèn này. Tóc bờm sờm quá, cắt tóc đi anh. Ok. Ok, cảm ơn bạn. Đã nhắc nhở nào, quá tiền. Nạp tiền vào đón hết rồi bao. Tặng anh gói bim bim. Cảm ơn Kevin Khánh. Like anh ra anh mua. Bim 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 cho anh đợt này hơi tăng giá tí em ạ, 10.000 thì chỉ mua được mì tôm trẻ con thôi em nhá. Nhưng mà thôi, mì tôm trẻ con anh ăn vậy. Thực ra anh có thể bắn thằng đội nón. Đó. Thật không ấy? Bên này có cái shot gì đấy không nhỉ? Bên này có nha, bên này có cái shot đó nha. Nhưng mà thực sự tôi không biết cách nào để có thể thu thập được. Giờ hãy gọi là chú Duy Lê. Không đồng ý, không đồng ý. Tôi quá trẻ để các bạn gọi tôi là chú. Các bạn tưởng là các bạn trẻ con à? Không không, các bạn lớn rồi. Các bạn lớn hơn các bạn nghĩ rồi. Đừng có nghĩ vậy. Đừng có nghĩ mình còn trẻ con nhá. Chả phải chả trẻ con nữa đâu. Rất tiếc phải thông báo với các bạn tin đó. Định gọi tôi là chú á? Có dễ gì đâu, không dễ đâu. Gọi là bác à? Không không, tôi không đồng ý, tôi còn trẻ, quá trẻ. Quá trẻ, quá trẻ để bị gọi là bác. Sao không nhảy được nhở? À nãy giờ ngồi. Duy ơi, cam hơi nhỏ. Cũng muốn quan tâm về cái câu đấy lắm. Nhưng mà đang không hiểu cái này là cái chóa gì anh em ạ. Tôi có cần phải bay sang bên này không? À sao? Anh bằng tuổi người yêu em, đáng lẽ anh nên gọi bằng chú. Bằng tuổi người yêu em, đáng lẽ anh nên gọi bằng chú. Anh đọc câu của em đúng 2 lần rưỡi rồi, anh chưa hiểu em nói gì em ơi. Tức là anh nên gọi người yêu em bằng chú á? Tức là người yêu em là tuổi trẻ chú của em á? Ờ thế nói thế từ đầu đi nó dễ hiểu. Lên đây này, lên đây này, lên đây này. Chưa đúng à? Vậy giờ sao? Người yêu em tuổi chú à? Mình có lên đây không? À rồi. Rồi, giờ lên đây rồi thì mình sẽ đi sang bên này. Ha. Cố gắng nhảy cho chuẩn ha Duy à. Đến đây rồi đừng có thua kiểu vớ vẩn ha Duy. À, có khi nào mình nhảy được cú này không các bạn? Mình nhảy được cú này. Và đó là cái shot thứ 3. Cũng đơn giản nhờ, cái trò này thực ra cũng đơn giản. À, ok hiểu hiểu hiểu. Hiểu dần rồi nhá, hiểu dần rồi nhá. Làm được một lần thì sẽ làm được lần thứ hai. Ở trong nhà cứ đội mũ kia. Chú là còn trẻ chán. Chú còn trẻ chán. Ờ nhưng mà đừng gọi là chú, gọi là anh ơi. Sao giọng nó khàn khàn, nghe nó kiểu gì nhở? Nghe nó hơi thiếu sức sống. Bình thường là các bạn vào đây thì giọng tôi nó sẽ... Thôi chết nhá, lần sau người ta livestream nhớ vào nhá. Ai bảo cái hôm người ta hơi ốm thì lại vào xem nhiều. Mà tôi nói thật là các bạn làm cái thói quen xem Duy Lê nhiều lên. Ê, nói không ngoa các bạn, tôi cảm thấy kênh tôi hay vậy. Tôi cảm thấy thế thật, tôi cũng phải có những cái lời bình luận nó công tâm về chính kênh của mình. Thật lòng với cả các bạn luôn. Cũng muốn nói khác đi lắm, nhưng mà sự thật nó là thế, biết làm nào. Ê con khát áp kìa. Hello. Sang bên đấy nó giết mình chết chắc luôn. Sao phải đập bóng đèn vậy anh? Bóng đèn nó lại là cái đạn của cái súng này ạ. Hello.
Ê nhìn cute thế là có giết mình không đấy? Tùy con nó mới giết mình mà, đúng không? Duy sẽ trở thành Duy 400 củ. Ngày mà Duy trở thành 400 củ, Duy hứa là Duy nghỉ hưu luôn. Duy hứa luôn nhá. Văn lúc đấy như thế nào nhỉ? Ta phải tắt ngay cái nhạc đi. Thực sự nó cũng không cần thiết phải rùng rợn đến mức đó. Thoáng cái đầu hơn hẳn. Thoáng cái đầu hơn hẳn. Nó tuyệt vời. Buồn ngủ hơn hẳn. Chờ tí. Có tí nhạc cũng được. Bé thôi. Cái tiếng mở cửa kẹt 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 đấy ở đâu vậy? Tiếng ở đâu đấy? À con gấu. Có gì mình phải nhanh chóng chạy về phía này nhá. Chỗ này là safe zone này. Cái con gầy gầy kia đâu? Gầy gầy cao cao đâu? Hello khỉ, mày có đánh tao không? Mày có đánh tao không? Ui. Con này có đánh tôi không? Răng nó nhọn lắm, có khả năng là nó đánh tôi thật. Anh bạn, trong này có cái đồ mà tôi cần nhặt ý, thì có thể nào mà lúc tôi vào có thể là quay mặt làm ngơ và tôi sẽ chỉ đi lên khoảng 1, 2, 3, 4 cái cầu thang thôi và chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, hiểu không? Mau quá tiền, nạp tiền vào đón hết rồi vào. Nhanh. Ok Trần Nam ơi. Nhanh của mày hả Nam ơi? Không nhanh được đâu Nam ơi. Nó giết mà. Con khỉ này cơ ác, các bạn nhìn quả bắp tay nó kìa. Bạn này... phải dùng biện pháp mạnh với con này rồi. Bye. Ôi nó lên được, nó lên được. Nó lên được. Tôi tưởng nó không lên được. Vì kỳ cục vậy anh gia em vừa mới sống lại. Vừa sống lại mà anh gia. Rồi, phá hết đây một lượt đi. Bye. Bye, have a great time. Lên nhầm cầu thang. Bây giờ chúng ta sẽ bắn choáng này. Sẽ rất là tuyệt vời nếu tôi bắn choáng và nó vẫn sáng, đủ sáng để tôi leo lên cầu thang ở đoạn kia. Nhưng mà vấn đề là bây giờ tôi bắn choáng xong rồi mọi thứ sẽ rất là tối. Chúng ta hoàn toàn có thể lên nhầm cầu thang. Nhớ này, bắn này, xoay góc 90 độ này, chạy lên kia, ok. À mà cần chó thì phải bắn ta. Ê tự nhiên hơi hố nhá. Cần gì bắn. Kệ mẹ mày. Ê
Im. Là như nào, là như nào, là như nào, là như nào. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, ok, ok. Ok, nó sẽ không lên được nữa. Hiện tại là đang tạm an toàn. Thêm một lượt nữa thì cái này nó sẽ nối vào bên kia. Và chúng ta đã lên được kia. Chết rồi, tôi còn ít bóng đèn quá. Thêm một lượt nữa này. Cái này nó sẽ nối vào đây hả? Hay nối vào kia? Kệ đi. Đây rồi, nối vào đây, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Hiện tại đang tạm an toàn. Ok. Ok, đừng có rơi xuống. Con này cứ đi theo kinh quá. Thôi rồi anh em ơi, có thể mới vào livestream thì cho mình xin một like được không ạ? Cảm ơn mọi người. Ít khi Duy xin like cái gì lắm, nhưng mà gặp viewer là Duy phải xin like ngay. Trên đỉnh kia là có một cái mảnh chìa khóa này. Cái giải đồ này là cái giải đồ dễ nhất từ đầu game này. Hoặc là tôi gáy hơi sớm. Hoặc là tôi gáy hơi sớm. Nhưng mà trông phức tạp hơn nhưng mà khá dễ nhá. Mình cứ thế mình lên dần thôi. Ok. Ok, 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 ok. Bên này này. Trên kia rồi. Ok rồi. Game mất tiền à anh? 87.000 là cái giá mình vừa trả ra cho cái trò chơi này. Để có thể vào livestream cho mọi người nha. Thật là một cái hành động quá là tuyệt vời phải không mọi người? Xin mọi người mỗi người một like nha, cảm ơn mọi người. Có lẽ là sang bên kia. Hình như là tôi sai rồi, tôi sai rồi. Tôi phải ấn thêm phát nữa. Cái này thì sẽ sang đây này. Ê. Ê, tôi vừa nhìn thấy một cái gì đó. Khá là kinh. Hình như là tôi lên đây tôi vẫn phải nhảy một phát gì đấy. Là như nào nhở? Cái này giống lắp lên đây lắm. Hoặc là nó đúng là lên đấy nhưng mà chúng ta phải nhanh. Cú nhảy. Oh fuck. Oh fuck. Không thể là nào mà nhảy pha đấy được. Không nhảy pha đấy đâu man. Gáy sớm thôi anh em ơi, không dễ rồi. Nó phải đúng đường. Ê, nào bố đi ăn. Nạp tiền vào đón hết rồi bao. Quá non à mà chúc anh đạt được 666k sắp nhé. Cảm ơn Nam nhá.
1,2k mắt. À 2,1k mắt rồi. Wow, hôm nay đông vậy. Cảm mọi người nhé, cảm mọi người. À, cái trò này nó hot mà. Thực ra thì game ơi là game ơi, con game này tôi mẹ mày chỉ có một cái câu để có thể bình luận về con game này. Lăn nè. Ui vãi cả buổi. Con game này tôi chỉ có một cái bình luận như thế thôi. Em hiểu thế nào? À. Làm nào lên đây? Ơ từ từ. Thực ra còn một cái câu nữa tôi có thể bình luận về cái câu này đó, về cái game này đó là tính vào máu boss đấy, máu tổng đấy. Cần được cái con kia rồi. Má nó khó thật. Ơ. Là nào con? Nào quá tiền, nạp tiền vào đồn hết rồi bao. Chết bạn nhỏ nào bị chém mất rồi. Chưa, chưa có đâu. Vãi cả. Ôi chưa, làm lại, nhảy lại phát nữa. Game này thì ai mà làm được video nhở? Tôi nghĩ là tôi sẽ chỉ ra được cái livestream của trò này thôi. Khá là khó. Khá là khó. Sang bên này đi, đúng rồi, sang bên này. Là vậy á, là vậy á. Và sau đó chúng ta sẽ sử dụng cái đòn này để... Đừng đứng xa, đừng đứng xa. Đứng xa không lên được trên kia. Đứng gần quá. Đứng gần quá không ra được. Đốt đốt lên được 500. 400 nhỉ. Béo thôi. Anh bảo này. Con game anh đang chơi ấy thề. Ui vãi cả buổi. Về lết này dùng skill khác. Con game này. Đầu má. Để xem nào. Một bóng duy nhất. Đứng đây hợp lý chưa? Lên cho anh. Đây rồi. Ê, nhưng mà hết bóng rồi thì còn mẹ nó hết mẹ bóng rồi đâu. Ôi mùa ơi, anh em ơi, mùa rồi, mùa rồi. Tôi có thể lấy được ở đâu nhở? Hết bóng rồi. À đây, đây đây đây, xuống đây lấy tạm. Nó có mấy cái bóng để anh em mình nếu mà hết rơi xuống lấy mà, đây. Đây, ngay đây mà. Cái nịt. Nhầm. Tối quá mấy bro ạ. Từ từ đi, đá thì mấy cái bóng đèn đã. Mẹ. Khó thế nhở.
buột mồm quá, buột mồm quá, thực lòng là không có cố tình đâu mọi người ơi. Thực sự hết sức là buột mồm thôi. Các bạn biết Duy mà, Duy không phải là cái con người thích ăn nói những cái câu từ như vậy, thật sự là như thế. Nhưng mà thực sự là rất là hết sức là bị buột mồm thật sự. Tại nó cay quá, từ từ. Lên được đến nơi rồi mà. Ngay trước mắt rồi, hết bóng đèn. Này cút ngay ra chỗ khác, xấu thế con. Cút ngay ra đoạn khác cho tao. Và vẫn. Không phải buồn mồm, tức là mình cứ muốn nói nó, còn buồn buột mồm tức là mình đã lỡ mình nói nó rồi ấy, các bạn. Hiểu không? Cái trò này khá hay. Nó khó, game này nó khó. Không, chỗ này làm được, chỗ này làm được. Đi chỗ khác nó cũng khó tương tự à? Mình có cảm giác bất kỳ chỗ nào trong trò này nó cũng khó vậy à? Mày xấu lắm nhá, mày xấu lắm nhá. À đây đây đây, bên này bên này bên này bên này. Bên này bên này bên này. Ây à. Ây à, mấy vậy huynh đài à? Chờ sao thằng kia làm gì ở trên tầng 2 vậy? Nào quá biên. Đạp thì bỏ tôi hết vào. Quá non. Thì non thì mới cần anh em phải ở đây trợ giúp chứ. Gì cơ? Hôm nay bị ban hơi nhiều à? Hôm nay mấy anh em cờ lê đang giải tỏa cơn khát sau bao nhiêu ngày. Từ từ ta sang bên này ta xem con mèo không nào. Mèo có giết mình không nhỉ? Hello. Hello. Mèo nó có giết. Thôi, sang bên khỉ đây. Có một con nó ở trên tầng 2 rồi. Con đấy nó cứ leo leo tầng 2 thế à? Lỗi tôi rồi, tôi lại... Thôi đừng có lên nữa con ơi, đừng đừng... Trời ơi, nó, cái đoạn này đang dễ thành khó. Thề... Cái đoạn này đúng đang dễ thành khó mà. Nó leo leo tầng... Nào, quá biên. Nạp tiền vào donate vào. Ồ mà donate trên này có bị ban cô? Không, không, donate trên đấy hoàn toàn là được hoan nghênh em ơi. Ai dám ban em trên đấy? Ê! Tiếp cận quá này. Ủa? Đứng đây là có chết không? Đoạn con mèo này khó đó. Con khỉ này mới là cái tôi tiếc này. Bọn nó lên trên hết, kia hết rồi đúng không? À đây 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 đây. Nào quá biên. Nạp tiền vào đón hết rồi vào. Mấy thằng cờ lê tuổi gì ban bố. Ôi trời ơi, tiếc 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 lòi mắt. Xuống đi, xuống đi. Phải chạy lên kia và chúng ta phải ấn luôn để nó xoay. Ấn được là chúng ta có thể lên được. Dạ, khác nào, gọi bạn này ra đây, gọi bạn này ra đây.
Chỗ nào lên là có xoay nhở? Đoạn ở giữa nhá. Nhớ nha Duy nha, đoạn ở giữa nhá. Đi lấy cái bóng đèn đi đã. Chờ ra đây, đúng rồi, đi ra đây, đúng rồi, ra đi. Có cái cầu thang nào nữa không nhở? Giật cả mình. Khiếp. Chú Thất sẽ chạy ra bên này. Núi. Điên à, con này. Đi ra. Ơ à. Chạy ra bên này không phải dãy trái này. Lên kia thì xoay luôn kia rồi. Hai con này. Reload, reload, reload. Cần ánh sáng, cần ánh sáng. Chạy, chạy, chạy. Chạy lên đây, chạy lên đây. Và sau đó ấn luôn. The fuck. The fuck guys. Ấn không kịp. Dụ ở con kia nó, dụ ở con kia nó. Ê, ê, ra đây cu, ra đây cu. Thằng kia ra đây. Ra đây cu. Cái chó gì nhở. Đi khám phá đi anh. Không, mình bị OCD các bạn ơi. Các bạn không hiểu đâu. Mình bị OCD, mình xin lỗi các bạn. Nhưng mà mình là OCD. Mình người có hội chứng OCD. Cái gì nó không được làm là mình cực khó chịu. Khó chịu lắm. Từ từ. Mình đầu tiên là mình phải bắn choáng hai con này nha. Sau đó mình chạy ra đây này. Mình reload này. Chạy đây. Xoay. Không kịp. Mamma mia. Mẹ sống chết với chúng mày. OCD là dạng bệnh tâm thần đấy. 90% các YouTuber đều tâm thần mà bây giờ các bạn biết điều đấy à? Còn tôi toàn điên hết chứ có phải thường bình thường đâu anh em. Ra đây, ra đây, ra đây. Hả? Mẹ chết suốt thế, đừng có đùa tao chứ. Là sao? Sao bây giờ lại không làm được nữa, ban nãy rõ ràng được mà. Không được phép nạp nạp à? Ừ nhỏ, nghe hợp lý ha. Ok bạn, cảm ơn bạn nhiều. Ok bạn nhá, cảm ơn bạn, cảm ơn bạn. Thực sự cảm ơn bạn đấy. Không được nạp nạp. Quá giật mình luôn.
Thằng khỉ kia leo lên kia rồi, khó, khó quá. Nếu mà bên này thì tôi sẽ phải làm những cái gì nào? Nào để ta xem nào. Chúng ta sẽ phải vào kia để lấy đồ. Nào tránh ra ra. Ở đây có một cái máng để đi lên ha. Nhảy bên kia thì có mấy cái ván. Cái ván này sẽ cho chúng ta nhảy lên trên này. Nhảy lên trên này rồi thì sẽ có một cái ván to ở đây. Cái ván to ở đây sẽ giúp chúng ta sang bên kia. Bên kia cũng sẽ có một cái ván để giúp chúng ta bay sang bên... Tránh ra nào. Ván để giúp chúng ta bay sang đây. Nếu như mà tôi không lầm. Sang bên đây thì có một cái vô hình để chúng ta giúp chúng ta sang bên này. Sang bên đấy thì sẽ bắn sang bên này. Bên này thì lại sang đây xong bắn sang kia. Bắn sang kia thì... Thì sẽ có cái ở giữa này để bắn đi đâu đây. Tại vì bên kia thì chúng ta nhảy phát xuống là có thể lấy được mà. Anh cởi mũ ra cho đỡ nóng á. Ờ ok bạn. Thật ra là mình cũng phải chia sẻ thật nhá. Mình ngồi máy tính cả ngày, đầu tóc nó như kiểu bị tĩnh điện ấy. Cho nên là nó trông khá bừa bộn. Mình cũng sợ là mình được dạy là mình phải luôn luôn trông kiểu gọn gàng để tôn trọng mọi người. Cho nên là thấy bản thân mình bừa bộn thấy cũng thấy nó tệ lắm. Cho nên đội mọi cái mũ vào cho nhanh ấy các bạn ạ. Phải thu hút được 3 con khỉ luôn cơ. Con khỉ kia nữa đâu? Bạn mày đâu? Ơ này. Bên này có một đường nữa này. Ở giữa. Rồi, nhầm đường rồi. Không lâu đâu. Em đi ngủ đây không xem được nữa. Anh khá là chắc cái trò này cũng không có quá nhiều người sẽ xem được mãi đâu. Và anh cũng khá chắc là anh không làm được hết cái trò này trong ngày hôm nay được đâu. Ui, what a game. Khá là khó. Khá là khó đấy. Thôi coi như là livestream lấy từ khóa vậy. Sang bên con mèo đi ha, sang bên con mèo đi, OCD cũng... Tôi đúng là OCD thật nhưng mà tôi dễ nản. Gọi tôi là chứng OCD dễ nản. Tôi chạy sang bên con mèo vậy. Mẹ nó cày thế nhở. Hai mươi cái bóng.
Đây là hai con ra hai. Ui, con mèo này bằng cách nào đấy nhìn nó sợ hơn con kia, sợ hơn con khỉ. Bye mèo. Chắc không lên được đâu ha. Ok, nó hơi cao. Sao nó lại là con mèo được nhỉ? Cúi, ok. Lên nào. Rồi. Chết con mèo. Sẽ phải đi lại khá nhiều màn đấy đấy. Phải làm lại này. Ở đây này. Nhẹ ô. Đoạn này. Ở đây. Ở đây là vừa phải. Làm sao mà căn được nhờ? Căn nào được? Wow, cái trò này khó ác. Cái trò này khó điên. Đây là một con game rất khó, rất khó đấy. Sao lần này chạy thì nó lại bị xuống đấy? Đi tìm xem có cái lồng nào nữa không nào. Đi vào chiều này đúng không? Hai mươi cái bóng đèn. Chúng ta được ba cái thôi. À đâu, chìa khóa chứ. Sao lại bóng đèn, chìa khóa chứ. Con này con gì đây? Nằm mơ tao không bao giờ tao vào đây. Đéo bao giờ có chuyện tao vào đây luôn. Bài. Tiếng máy bay à? Có tiếng máy bay. Không phải tiếng máy bay. Nó là con Siren Head. Nó mô phỏng con Siren Head thôi. Ok. Ở giữa rừng có chìa khóa này. Tôi sẽ đi men theo cái ống này. Maybe là đúng. Sẽ chia ra làm các ngách. Con quái vật nào trong rừng không?
Không có. Tuyệt vời. Ở đây có mảnh chìa khóa. Hả? Game kinh vậy. Game kinh phết. Không không. Ở đây, ngay đây rồi. Tìm cái chìa khóa bên cạnh. Find the key nearby. The key nearby. Có tương tác được với cái gì đâu mà bảo key nearby. Bảo là tìm chìa khóa bên cạnh, nhưng mà xung quanh hiện tại tôi soi là đang không còn có cái chìa khóa nào nữa rồi. Phải chi bây giờ là cái lúc mà tôi đang rất là sung sức ấy, thì con game này đơn giản với tôi lắm. Hóa ra livestream vào ban đêm nó không phải là một ý hay đâu. Tại vì không phải tự nhiên tôi nói thế đâu. Ban nãy ngáp mấy lần rồi, ngáp mẹ 2 phát rồi, ngáp 3 phát rồi. Key nearby là ở đâu nhở? Thôi kệ mẹ cái này đi, chúng ta quay lại đây sau. Bây giờ bảo tìm đồ chịu. Giải đố chắc là còn được. Thôi quay đây sau. Cho tôi đường về phát. Ai giúp đường về phát. À game này không chán đâu. Anh chơi chán em ạ. Game này không chán đâu. Cái này nó khá là ra gì và này nọ đó. Và nó chán. Nó chán tại nó hơi khó quá. À, mình đã phân tích cho các bạn hầu hết những cái con game mà nó ném lên Steam ấy. Thì nó sẽ cố gắng làm sao mà để game nó khó hơn bình thường. Không quá khó, nhưng mà nó sẽ khó hơn bình thường. Là để giảm cái tình trạng là người ta chơi xong người ta refund. Refund tức là hồi vốn lại sau khi mua game. Tình trạng đấy nó có thể xảy ra. Cho nên là người chơi, nó muốn ép người chơi phải chơi làm sao mà trên 2 tiếng. Cái gameplay của nó thì sẽ không refund nữa. Không được refund nữa. Khó đấy, game khó thật. Già cả rồi bắt chơi game khó. Chúng ta, thôi được rồi, tôi sẽ cố gắng lấy thêm một cái chìa khóa nữa. Và có cái gì để ngày mai nốt. Một cái chìa khóa nữa. Có gì để nốt mai đi. Chỗ này nhìn có vẻ vừa sức này. Yeso, chỗ này trông có vẻ vừa sức này. Và không có con gì. Ok. Chỗ này trông được này. Đó, gặp mấy chỗ này phải đáng yêu.
Ê. Là như thế nào đấy? Không có cái chỗ nào tôi nhảy lên cả. Hui. Ê khó nha. Tôi tưởng nó dễ, nó khó nha. À, nó còn liên quan đến cái đoạn ở đây cơ, chứ không phải là có mỗi ở đấy đâu. Nó liên quan sang bên này. Trông thì dễ, nhưng mà đáng ra là nó sẽ phải từ bên này nhảy qua kia. Nó phải là vậy. Ok, bắt đầu từ đây nào. Bên kia có cầu thang nào lên không? Không. Ok, thế là đi đây bên này đúng rồi. Chúng ta sẽ... nhảy lên tầng này. Chờ rồi. Ơ con mẹ, đùa ta à? Mẹ cay thế nhở? Mẹ bìu tao thật. Lên trên kia đúng rồi. Lên trên kia đi. Không phải lên đây. Cái động lực nào để tôi chơi trò này nhở? Mẹ, trò này hại não thật. Là sao? Rõ ràng cái chìa khóa nó ngay đây rồi. Ê, hay là lấy cái búa này đóng không trò. Game khó điên. Tôi cũng chơi nhiều thể loại game rồi. Game giải đố chơi cũng khá nhiều. Mà gặp cái cơ chế vật lý kiểu lên phản ông ơi, bay ra chỗ khác này nó điên thật đấy chứ. Nếu hiểu. Ngoài giải đố ra là các bạn phải đứng đúng cái chỗ ở trên cái ván nữa. Nó khá là tỷ lệ nhá. Để nói về cái vấn đề là các bạn đứng ở trên ván và các bạn bay ra đoạn khác. Khá là tỷ lệ nhá. Không đơn giản. Này sao? Oh hello. À chìa khóa cái lồng. À oh hello. Sao lại chạy? Mày giữ chìa khóa à con?
Tôi nhìn chìa khóa trên đầu nó. Bài nôn chìa khóa ra. Chìa khóa đâu? Chìa khóa đâu? Tôi lấy chưa? Lấy chìa khóa rồi. Ok, có chìa khóa rồi. Rồi. Lấy được một mảnh rồi, 4 trên 20 mảnh. Cố gắng làm sao ngày hôm nay mình làm được 1/4 tiến trình con game này được không ạ? Ô, cái màn này là dễ nhất rồi đấy. Cái mảnh chìa khóa vừa rồi là cái mảnh chìa khóa dễ nhất tôi từng thấy từ đầu game đấy. Chưa nghỉ được, chưa nghỉ được. Trời ơi. Never keep up mà. Never gonna keep you up mà. Em hiểu không em? Đây để anh đi nốt qua bên này. Mình đi nốt qua bên này. Để mình xem nó còn những cái con quái vật gì. Ngoại trừ cái thằng mũ vàng kia thì đúng rồi, ai cũng biết rồi, nhưng mà nhỡ đâu lại cũng sẽ có một cái ván nào đấy nó dễ như ván vừa rồi đi qua sao? Tiếng gì vậy? Cái ván con mèo cũng khó. Thằng này bị nhốt này. Lêu lêu. Mau quá tiền. Nạp tiền vào đón hết vào. Cố lên anh. Cố mà em ơi. Không nghĩa là qua là dù đây ha. Ở trong này có chìa khóa không ạ? Nó là chìa khóa một mảnh ở trong này. Một mảnh ở trong này. Muốn vào đây thì phải làm sao? Phải nghịch mấy cái máy này thì mới hiểu được. Nghịch xem nào. Mau quá đi. Nạp tiền vào đón hết nó vào. Ít lòng thành cố lên nha ngài. Cảm ơn IN em ơi. Phải. Ít lòng thành của em nó. Em quá giàu em ạ, em quá giàu. Cảm ơn IN nha em ơi, cảm ơn em. Đừng bắn tao đi, đừng bắn tao đi, đừng bắn tao đi. Rồi. Tao thử xem cái cần gạt này nó là gì. À thôi chơi ngu rồi. À thôi. À chết rồi. Sẽ cố sẽ nhảy sang đây này, nhảy sang đây, nhảy sang đây. Ok, giọng cười không hay. Giọng cười không hay bro. Thôi rồi nha, chúng ta sẽ từ bên này. Từ cái cần gạt. Ha. Mình sẽ cố gắng là mình nhảy lên trên tầng 3 kia. Chứ không đi đâu cả. Lên được không vậy? À ha.
Ê, đùa nè. Bây giờ chỉ việc ra và nhặt thôi. Con kia cũng bị nhốt luôn rồi. Ơ, thế là tôi làm thêm được một chìa khóa rồi. Ok. Ok, I'm gonna take that. Thank you. Thank you, sir. Bye. 5/20 rồi. Thề với cả các bạn nhá. Thề với cả các bạn làm phát vừa rồi tôi không hiểu là tôi làm gì cả. Tôi cứ thấy cái ván là tôi nhảy lên thôi nhưng mà chúng ta đã có chìa khóa. Không hiểu. Chịu, chả hiểu nào luôn. Các bạn mà khen đỉnh thì thôi, chịu các bạn thôi. Tôi chả hiểu tôi vừa làm gì. Nốt cái nữa đây. Cũng khá là... Khoan. Bên này tôi còn một cái chìa khóa 20 mảnh. God damn. Làm sao mà lên được kia ha? Làm sao để lên được đấy ạ? Thưa ngài khỉ, sao lên được đấy ạ? Nhảy sang bên này này. Con khỉ nó sẽ đến nó đuổi mình á. Mau quá đi ăn. Nạp tiền vào đón hết rồi bao. Mấy con này dễ thương như anh vậy. Chắc chắn rồi Jet Sir, cảm ơn em. Sao bằng anh được? Có thể nào mà ấy được này. Junomali. Mình lên đây nhá. Nó không lên được đâu đúng không? Ê, ok. Không bị văng quá đâu đúng không? Nhặt được bóng đèn này. Nạp đạn này. Địa điểm chúng ta cần đến đó là... Cái nó chắn mà é địa điểm tôi cần đến rồi. Tôi chả biết tôi cần đến đâu luôn. Ở kia. Đừng có bay quá. Ok. Không bay quá em bay về điểm ban đầu rồi. Làm nào để mình lên được trên này nhở? Chắc là đứng ở cái đoạn sâu nhất để bay sang bên đó đi. Bay nào. Đây rồi, đoạn mình cần đến đây rồi. Và sau đó thì cái chìa khóa nó ở đâu nhở? Cái đoạn này không có cầu giả nào luôn. Cái chuồng khác đi. Ê, tôi vừa nhìn qua.
Anh em mình sẽ buộc phải đứng vào trong này này. Đứng lên được trên này thì lên được cái ván này và bay qua kia là đẹp. Ui, cái trò này ai nghĩ ra trò này vậy? Ai nghĩ ra trò với mấy cái con xấu xấu này vậy? Oh, bài. Oh my god. Wow. Thôi, lỡ ở đây rồi thì vào chùa này đi. Chùa này là theo những cái gì tôi ngắm nghía là có thể làm được chứ không phải không nhá. Làm được đấy mọi người. Vào chùa này đây. Đi mẹ. Khó đến mức độ nào được. Đi thôi. Nhảy bừa nhá, nhảy bừa chúng ta sẽ đến đích thôi. Nhảy bừa đi. Chúng ta không nhảy ở đây. Anh em mình sẽ chọn cái ván này đây. Rồi nó giúp mình lên đây này. Làm sao để tôi có thể sang được cái bắn máy kia, máy bắn kia là được. Nhiều khi mọi thứ nó khá là đơn giản đấy. Nhưng mà không phải cái ván này. Nó, cái chìa khóa nó ngay trước mặt tôi mà tôi không lấy được. Ngay trước mặt mình rồi, nó ở ngay trước mặt mình rồi. Tiếc ha. Ngay trước mặt mình rồi. Phải có cái, đúng rồi, bắt buộc phải từ bên này bay kia kia. Không thì sẽ không làm gì được rồi. Mẹ. Oh,
Nhầm. Ngay trước mặt tụi mà nhỉ. Bye. Ok. Ok. Lên đây luôn đi. Một cái này, lấy bóng đèn luôn này. Bên cạnh nó có thanh gỗ chắn ở đây rồi, cho nên là không thể nào từ đây mà nhảy qua đâu đó được nữa. Các bạn đừng quên nhá, mục đích của mình vẫn sẽ là sang được bên cái chòi cao cao bên này. Đi bên này đi. Tôi đoán là đi bên này đó. Cái chòi cao cao kia. Ủa. Thì sẽ phải sang ván bên này để nhảy lên được cái tầng 2. Nhảy lên được cái tầng 2 thì có qua được bên kia không ạ? Không. Không được. Mà phải ở cái tầng 3 ở đây để nhảy qua. Thế tôi nói thật là tôi mà tính được tôi chết liền. Nhưng mà thôi cứ nhảy đi. Ê. Ê, sắp được này. Rồi. Đầu tiên là nhảy xuống đây này. Ê, được rồi, hình như là được rồi á. Nhảy xuống đây ha. Ơ, xa được rồi này. Không đời nào tôi nhảy được pha này. Trông nó không đúng. Trông nó không đúng rồi mọi người ơi. Có nhảy được pha này không nhở? Không bao giờ nhảy được cái pha đấy thật. Nhận đấy, cái kết. Cái kết rồi, cái kết rồi. Game đau não đấy. Đau đầu vừa khó và rất là nhân phẩm nha. Oh my god. Tại vì kể cả khi mà các bạn hạ được cái ván xuống nhá, thì cái bóng đèn nó bay mất rồi, cho nên là các bạn nạp sẽ không nhanh, không đủ nhanh đâu để có thể đứng đúng vào cái dấu ích thứ ba đó, cho nên là nó cũng cần phải nhanh tay nữa các bạn ạ. Bằng mọi cách tôi phải qua được bên này. Chúng ta đi nhặt bóng đèn đi vừa nghĩ đi. Vừa đi vừa nghĩ tí, dùng đầu óc một tí. Đầu tiên là tôi lên trên cầu thang này rồi, yes, sẽ phải làm vậy. Tại vì không còn cái chỗ nào để có thể lên được để sử dụng cái hệ thống bay nhảy ở đây nữa.
chúng ta sẽ dùng cái ván này luôn. Dùng cái ván này luôn thì lại có hai option. Option đầu tiên đó là đi ngang qua bên này và dùng cái ván này. Hoặc option thứ hai là chúng ta sẽ dùng cái ván này để nhảy lên đây. Wow, nhiều thứ cực kỳ. Ok, vậy nếu như mà tôi sử dụng cái option đầu tiên ha, là đi sang bên này. Thì cái ván này hoàn toàn giúp tôi lên được trên này. Lên được trên này thì chúng ta có hai đường đi. Đi sang bên này, sang bên này. Bắn cái ván xuống, lên trên tầng 3. Bắn cái ván xuống này và chúng ta sẽ lên được trên tầng này. Đi sang bên này là chấm hết. Không đúng. Đi sang bên đấy lại quay về đây. Vậy nếu đi sang bên kia thì tôi sẽ có mặt ở đây, lên trên tầng 3. Lên trên tầng 3 của bên đó. Sao lại muốn đến đây mà phải đi tít xuống dưới kia vậy? Có đúng không nhở? Lên trên tầng 3 của bên đó này thì có thể đi ngang sang đây. Đi sang đây thì có thể dùng ván để lên trên tầng này, trên tầng kia. Và lên trên tầng kia là hết. Chả đi được đâu nữa, tại vì trên đấy là không có ván. Ôi má ơi, cái trò này. Hoặc chúng ta có thể tính đến các cái khả năng khác. Qua đây này, bay này. Đi mẹ cái lồng khác đi. Mệt quá mất. Đi ạ khác đi. Nào có đi ăn. Nạp tiền vào đón hết rồi bao. Anh livestream đến mấy giờ vậy anh? Đêm một xíu nhá. Tha cho em anh trai. Anh trai à? Tôi có thể tha cho tôi đi anh trai à? Chẳng giảng hòa được không vậy? Hiện tại là đang có 4 chìa khóa, tôi cần 5 chìa khóa. Tại sao tôi lại cần 5 chìa khóa? Tôi không biết. Tôi cảm giác là tôi cần phải có 5 chìa khóa trong hôm nay. I don't know. Em không biết luôn. OCD. Quay về cái đoạn ván con khỉ nhá. Tôi nghĩ là cái đoạn ván con khỉ đấy tôi cũng kiểu hơi khó chịu khi mà tôi chưa làm xong cái đấy. Cảm ơn tù con Miku muôn năm. Miku không có thật đâu. Chắc là bạn biết điều đó rồi chứ đúng không? Bây giờ tôi cần làm cách nào đó để đi sang bên này. Ha. Ok.
đi sang bên này. Đi xem bên này thì chắc chắn là tôi sẽ không thể nào sang đây. À đâu, từ từ sang đây được. Đứng không đúng vị trí là hoàn toàn là chết. Có thể chết nhá mọi người. Nào đi thôi. Nào đi thôi. Rồi lên được trên này rồi. Đúng kế hoạch của tôi rồi đó. Sao bên này chúng ta có thể dùng cú nhảy sang bên kia được không nhỉ? Chắc là được. Rồi tuyệt vời. Đi qua đây. Làm sao để có thể sử dụng ván bên đó là được. Được hay không thì cũng chưa chắc, nhưng mà hiện tại kế hoạch là vậy á. Lên trên tầng kia. Rồi. Ôi mẹ éo phải rồi. Đó phải như tôi nghĩ rồi. Như thiểu năng. Đi xa xa tí nào. Game cho chó chơi à?
2 tiếng rồi. Tôi lấy được 4 bóng đèn. Các bạn. Không rõ là trên cuộc đời này là, và đến hiện tại tôi không biết là tại game nó khó hay là tại tôi kém. À không phải bóng đèn mà là mảnh chìa khóa. Ừ, mảnh chìa khóa. Và tôi thực sự nhá là tôi không biết là do tôi kém hay là game nó khó. 5 mảnh rồi à? Ừ, 5 mảnh. Tôi mất cái đếm của tôi rồi. Tôi không biết là tôi làm được mẹ mấy mảnh rồi. Mất mẹ kiểm. Mất luôn cái chức năng đếm của cơ thể rồi. À đâu? Của đầu óc rồi. Đây là cái đéo ở đây. Không, cái này ban nãy thử và chúng ta đã thất bại. Tôi nghĩ là chúng ta sẽ cần phải sang bên kia để thử cái ván bật bên kia. Cái này nó không bật được tôi lên trên tầng cao nhất, cho nên là chắc không đúng rồi. 1 này, 2. Chắc là đây đấy. Tuyệt vời, hình như là tôi đã làm đúng này. Ok. Tao đố thằng nào nhảy được cái này luôn. Vừa từ bên đấy qua đúng không? Thì lại phải lên trên này rồi. Đây rồi. Bây giờ nhá, làm sao thì, làm sao mà tôi có thể đi sang bên kia, sử dụng cái tấm ván kia để bay sang đây. Sau đó từ đây tôi đi cầu sang kia, dùng ván kia để bay sang ôi mạ ơi. Bây giờ tôi sẽ cần kỹ năng của tôi gánh này. Đó là sao mà tôi có thể nhảy từ trên này nhảy xuống dưới đây. Kỹ năng gánh. Địt. Thực ra kỹ năng các bạn hoàn toàn thể gánh các bạn. Trừ khi các bạn không có tí kỹ năng nào như tôi thì tôi không. Không thể nào làm được thế thật. Tiếng gì ấy? Chúng ta sắp xong rồi, chúng ta sắp xong cái này rồi. Không có quái vật nên là nó cũng đỡ áp được hơn. Cái đoạn này mà không làm được thì đúng là tôi kém. Tôi phải làm được. Đã đi đoạn này không được. Bên này mới là bên đúng này.
sai rồi, không phải cái này, không phải cái này. Dừng. Ok. Sai rồi. Bên này không có bóng đèn à? Sao bên này không có bóng đèn đấy à, cậu ơi? Chúng ta quay về chỗ con khỉ. Ít nhất là tôi biết là tôi có thể làm được con khỉ. Con khỉ có mèo đâu nhở? Không gì hết rồi. Quan trọng gì? Đây. Bắn đi đéo đâu vậy? Lừa ơi, bị vào. Chả tao đoạn con khỉ đây. Đoạn con khỉ thực ra sắp làm được rồi mà. Khó chịu thật. Đây là đoạn con khỉ ở con mèo này. Đây là hai con mà đáng ra phải làm được rồi. Con mèo cũng có thể làm được. Con mèo không khó, không khó. Đi qua mấy cái màn này biết là
Hóa ra hai bàn vừa rồi là dễ. Hả? 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 À, vui, vui vì được nhìn thấy mê cung trong trò này. Ít ra thì mê cung trong trò này là chỉ việc tìm. Ok, đây là cái thủy cung này. Ít ra thì cái mê cung trong trò này là chỉ việc tìm thôi các bạn. Ai đéo có chuyện đó đâu nha các bạn. Khó là khó đó. Nào đâu đó bên kia. Con cá đèn không giết được tao đâu. Bơi bơi làm cảnh vậy thôi hả? Sao đến rồi à? Cá này phải cho vào nồi lẩu. À, cái đoạn này tôi đến xong rồi tự nhiên lại mất đâu rồi. À đây đây đây. Thế nhưng con cá này thèm thịt cá thật đấy chứ. Không nói xạo với cả anh em. À, ngày bé tôi không dám ra ăn cá tại nó tanh quá. Bây giờ chưa biết như nào. Nhưng mà có cảm giác là thèm. Ngày xưa ai mẹ gắp cá cho là ê, thôi không ăn. Nhưng mà bây giờ edit lại cái chim này thì chắc phải vâm lắm. Nói gì ấy? À cái live stream này à, nhầm. Thôi nhầm nhá, không phải anh đọc nhầm. Anh hứa là anh đọc nhầm nhưng anh không cố tình đọc nhầm em ơi. Anh hứa đấy. À đây rồi. Đây rồi. Mày thứ xấu ơi. Oh fuck. Bây giờ phải tìm đường ra này các bạn ơi. Anh này kiên trì ác. Ờ ok. 6/20 rồi nhá. Để bữa sau làm tiếp. Không, ngày hôm nay tôi tìm ngay 20 chìa khóa cho các bạn. Nếu mà tôi là thằng dở hơi, khả năng là hôm nay chúng ta sẽ chuẩn bị ọp với mọi người ơi. Tôi khó. Anh ơi anh thoát ra được không rồi? Đây đây, bài hát này chính xác là tâm trạng của tôi đây. À đâu, chờ tôi xíu nhá. Đây đây sẽ là cái bài hát hợp với tôi tầm này này.
thực sự nhá. Nó vừa giết bốn anh em mình, một con sư lử, sư tử. Anh ơi, anh thoát ra được không? Em sao? Em không thấy anh á. Em nghĩ mình lỡ rơi vào nó rồi. Thế khi nào mình giao nhau? Mình lỡ rơi vào nó rồi anh em ơi. À rồi thoát được rồi này. Duy khờ tái môi rồi. Cảm ơn vì đã nhận ra sự thay đổi sắc tố trên môi mình. Hoàn toàn ở bên này tôi có thể lụm được 2 chìa khóa. Các bạn ơi, hoàn toàn ở bên mê cung này tôi có thể lụm được 2 chìa khóa. Dễ. Phải nói là dễ nhá. Tôi nhìn là tôi biết dễ rồi. Không thể nào mà dễ hơn được nữa rồi. Ok. Anh ơi, thoát ra được không? Đèo dễ rồi. Nào, quá phiền. Nạp tiền vào đón hết rồi bao. Kiên trì vờ lờ anh ạ, mặt cười. Được không em? Vì các viewer đấy. Anh là vậy cũng hoàn toàn là vì các viewer chứ không phải là anh muốn phá đảo game hay gì. Anh cũng lớn rồi, phá đảo game nó cũng không quan trọng với anh đâu. Thành thật với cả mọi người là như vậy. Ngủ rồi. Bye. Em trai em mê anh VL. Thật ra là anh nghĩ rằng nếu như mà em trai em thực sự mà thích anh ấy thì đấy là một tín hiệu đáng mừng cho người em trai của em. Người em trai của em đã chọn đúng người nhá. Anh phải nói thật là anh thấy hầu hết YouTuber ở Việt Nam, nếu anh là phụ huynh nhá và anh xem họ thì anh một vài người anh sẽ kiểu rất là thất vọng về con em của anh nếu như mà con em của anh xem những YouTuber đấy. Nhưng mà không phải là anh. Với trường hợp của anh, nếu anh là phụ huynh, anh sẽ cảm thấy ok nếu thằng con mình xem thằng này. Được, không vấn đề gì cả. Đây là anh phải chia sẻ thật lòng với em đấy. Em trai em mê GNDTT thì thực ra là cũng được. Thằng cu GNDTT cũng được. Thật ra thì anh thì hay hơn, nhưng mà GNDTT thì cũng được. Kể cả về sau anh cho con, ví dụ anh có con đi, anh cho kẻ em ý xem một YouTuber về game nào đó ha. Ha mọi người ha. Thì anh sẽ thấy là ok, trước mắt kênh này chửi bậy này. Nhưng mà nghe như chọn đúng nền văn minh mặt cười. Nhưng mà em ngủ đây, tí nữa anh ngủ ngon nhé, dấu lớn. Ok em ơi, em không bao giờ phải lo về vấn đề anh bao giờ ngủ luôn em ơi. Ủa ơi, rồi đằng kia là con cái ở đớp đấy, sợ lắm. Thì đằng nào con mình cũng phải chọn một YouTuber về game để nó xem.
trẻ con Việt Nam mà thì đằng nào chả thế, các bạn hiểu không? Nhưng mà đấy, để xem cái thằng nó nghe hàng ngày, nó giao tiếp, cách nó nói chuyện ra sao, thằng đấy nó như nào. Cái sự nó có phải cái thằng mất dạy quá không, hay là nó mất dạy nhưng mà nó mất dạy có kiểm soát, nó có cái sự cầm chừng, hay là nghe thằng này nói chuyện thì con mình giao tiếp nó khôn khéo hơn hay chẳng hạn, hay là xem thằng này nó chơi game thì con mình nó giải đố tốt hơn chẳng hạn. Đấy, hay là thằng này không cần, chỉ là nó vui vẻ thôi là được rồi. Đấy, thực ra là cũng, nếu mà theo tiêu chí tôi, sau này tôi làm bố mẹ tôi sẽ là như vậy. Chứ còn cấm con em xem một YouTuber này nọ là sao, đúng không? Không cần thiết là phải như vậy đâu. Cấm làm sao được mà cấm? Không cấm được ấy chứ. Ủa sao càng ngày càng đi xa vậy? Các bạn hiểu là các bạn càng cấm bọn trẻ con cái gì nhá, là nó sẽ càng như vậy. Cho nên là không thể cấm được. À đây, sắp đến những cái bước cuối rồi. Không phải quay lại từ đầu đâu. Em sai rồi đấy. Ngay trước mặt anh rồi. Đoạn này dễ. Đừng có làm. Ok. Ăn tao hộ cái. Ủa giờ về kiểu gì nhở? 7 trên 20 chìa khóa rồi. Thì đấy, đang nói câu chuyện là các bạn sẽ càng cấm càng làm. Anh sẽ rất là khó chịu nếu như mà con anh sau này nó xem một kênh YouTube nào đấy, cái cách ăn nói nó thực sự là nó bị giới hạn về ngôn từ. Nó... Yeah. Và nghe nó rất là tù túng ấy. Thì thay vì thế thằng này nó hơi chửi bậy xíu, nhưng mà cái... Tôi xếp game chưa nhở? Ờ, anh ơi, anh thoát ra được không anh? Không trên 20 chìa khóa collect. Quen với cái cơ chế auto save của mấy con game thời hiện đại bây giờ ấy. Cho nên là tôi quen tay, tôi quit tầm main menu và cái DEATH. Bảo con em các bạn đừng xem tôi nữa. Thôi, off livestream đây. Hẹn gặp lại mọi người vào buổi livestream tiếp theo, khi mà tôi kiếm lại được 7 cái chìa khóa. Chắc là ngày mai tôi sẽ quay trở lại với 7 cái chìa khóa. Các bạn tin ở tôi nhá. Ngày mai tôi sẽ quay trở lại với 7 cái chìa khóa. Đừng lo. Không. Chỉ trong từ ngày hôm nay đến mai tôi sẽ lấy lại được 7 cái chìa khóa các bạn. Yên tâm. Các bạn chỉ cần biết là tôi đã tự tay lấy được 7 chìa khóa trong ngày hôm nay là được rồi. Ok mọi người. Hẹn anh em vào buổi livestream tiếp theo. Con game này khá là hay. Bye bye mọi người nhá. Đừng tắt à? Đừng khóc à?
phải luôn quần áo pháp sư cho nhanh. Quần áo pháp sư à? Có cái chương trình gì không em? Mẹ bảo 10 rưỡi vào ấy thì cứ đéo. Anh Duy hẹn 10 rưỡi, Hoàng hẹn đéo đâu. Là anh Duy mà. Mình có chơi không? Anh nói thế em chịu anh rồi. À, ta vừa chơi con game đéo gì Zoom No Moly ấy. À, nhìn này. Nhìn này Quý Mùi. Ơ, ừ. À, cái lột thì... À. Hello em. Ngồi được không? Đéo ngồi được, à, cái lột đấy. Vật phẩm đánh lừa. Cái này vật phẩm đánh lừa này. À. Dí lừa làm chơi á. Địt con mẹ oa thằng lồn này nó lừa mình thì bị lừa nhé. Anh em ơi, đây là cái câu nói của tôi về cái tình huống ban nãy của tôi trong cái trò vừa rồi. Cái lồn gì? Dí lừa làm chơi. Streamer đấy, cho nó nhanh vậy. Streamer dùng cái đấy để chịu rồi. Bậy đấy anh. Nó là thế đấy. Nhầm. Bác mang vũ khí bí mật vào nhà dùng nhá. Bảo về anh em ơi. Vài. Vũ khí bí mật. Ở đây, bậy hơi. Cầm tay này. Nào, nhìn bác rồi, vào đi. Khả năng là tao né được khá khá rồi. Mẹ, cay vậy. Ai hét vậy anh? Thôi được rồi. Chiu chiu, lộn đi. Vũ khí lộn đi. Ịp mọ. Tục à. Giạp xếp trung ương. Lộn đi, ọp. Kéo thấy cái lồn gì đấy, cứ ra làng ơi. Giạp xếp trung ương. Mai mình sẽ quay lại với 7 chìa khóa nha mọi người. Chắc là thế. Chơi tiếp đi á. Điên vừa thôi bơi. Mai mình sẽ quay trở lại 7 chìa khóa. Tục thật. Ok nha mọi người ơi. Đây. Mai mình quay trở lại 7 chìa khóa. Bye bye mọi người. Thậm chí mai mình quay trở lại với 18 chìa khóa và chúng ta chỉ cần làm đúng 2 chìa khóa nữa thôi là được. Đừng để Duy văng tục nữa. Duy không hề văng tục, người văng tục là cái người có cái avatar này cơ mà. À, đừng xấu quá nha anh, mọi người chờ được. Bản thân mình hôm nay cũng không thể nào mà phá đảo được cái trò chơi này. Mình biết đây là một trò khó, lúc chơi mình đã nhận ra rằng ôi cái đệt, đéo hiểu sao tôi lại tìm được 7 chìa rồi. Đấy, vừa chơi mình vừa nghĩ thế cơ, nhưng mà mất rồi thì mai lại có lại thôi. Chuyện bình thường, đối với mình đây là chuyện bình thường. Các bạn có thể cảm thấy tiếc cho mình, các kiểu, mình thấy đây là chuyện bình thường. Không sao, không đến mức khổ sở gì cả. Ok mọi người ơi, sẽ cố gắng phá đảo trò này trước mặt mọi người nhá. Mai mình sẽ quay trở lại 7 chìa khóa và sẽ đi tìm thêm các cái chìa khóa mới để cho đủ 20 chìa và mình nghĩ là mình sẽ làm xong trong vòng ngày mai. Mình bắt đầu hiểu cơ chế rồi. Thì cái cơ thể mình nó hoạt động theo kiểu này anh em ạ. Mình tiếp xúc với một cái gì đấy, mình đi ngủ và sáng hôm sau mình cảm thấy mình trở nên tốt hơn về cái đấy. Luôn luôn là thế. Nên là mình nghĩ là ngày mai mình sẽ phá đảo được thôi. Đừng lo nha mọi người ơi. Bye bye anh em. Bye bye anh em. Nghỉ ngơi phát. Bye bye. Nghị lực của anh đâu? Ừ nhở. Tao sẽ chơi. Đùa đây.